Xin chào tất cả các bạn, mình là Kim. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lauren Gigi UK. Cả nhà mình vừa đến thành phố Canterbury của nước Anh luôn các bạn. Đây là một trong những cái thành phố đẹp nhất của nước Anh. Mình vừa mới nhận nhà luôn các bạn. Đây là cái ngôi nhà mình thuê của người dân địa phương ở thành phố này. Mình sẽ ở đây 2 đêm nha mọi người. Nhà rất là sạch sẽ và thoáng mát, rất là dễ thương luôn. Riêng cái khu nhà bếp thì có đầy đủ đồ nấu ăn luôn các bạn. Có tủ lạnh và trà, cà phê, đường, muối, tiêu, cái gì cũng có hết á. Các bạn có biết Canterbury là một thành phố giáo đường nằm ở tỉnh Kent của nước Anh, là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Một điều không thể bỏ qua khi đến Canterbury đó là tản bộ dọc theo bờ sông Stour, với dòng sông có làn nước trong xanh và khu vườn Westgate. Khu công viên Westgate này rất là rộng lớn các bạn. Mùa hè có hoa rất đẹp, có khu business và khu trò chơi cho trẻ em nữa.
Upset.